đầu chữa câu 39, được chưa các bạn? Nào, câu 39 đáp án là gì đây? Nào, chúng ta cùng đọc đề bài tí nhá. Một câu điện xoay chiều rất là hay và có điểm nhấn này, được chưa các bạn? Một đoạn mạch AB gồm có cuộn dây thuần cảm, được chưa các bạn? Thuần cảm L này có điện trở R bằng 50 ohm, bằng 50 ohm và tụ điện mắc nối tiếp theo thứ tự đó, đúng chưa các bạn? Thì đầu tiên trong bài toán này chúng ta nên vẽ mạch ra luôn, đúng chưa các bạn? Đây. Đoạn mạch AB đây, đúng chưa? Gồm có cuộn dây thuần cảm, cuộn dây thuần cảm tức là L chỉ có L thôi đúng không? Còn R con bằng 0, chưa các bạn? Điện trở R. Được chưa? Và tụ điện C, như thế này. Được chưa bạn? Và tụ điện C như thế này. Nào, đọc tiếp này. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp U bằng 100 căn 2, đúng chưa? Thì điện áp hai đầu đoạn mạch chứa L với R, người ta cho bạn đây, vẽ đây. Điện áp hai đầu đoạn mạch chứa L với R, anh kiểu điểm này để M nhá, được chưa các bạn? Thì đó chính là UAM, đúng chưa các bạn? Đó là UAM. Cho bạn. Và ta yêu cầu các bạn là tính công suất của đoạn mạch AB. Công suất của đoạn mạch AB thì đầu tiên khi gặp một bài toán về điện xoay chiều, bạn cần phải đưa ra câu hỏi hỏi gì đã, đúng chưa? Thì công suất này PAP, công suất của đoạn mạch AP được tính bằng U nhân I nhân cos phi nhân cos phi nhân cos phi. Cho bạn U nhân I nhân cos phi, bạn lưu ý ba. Rồi, công suất của đoạn mạch AB, đúng chưa các bạn? Nhưng trong bài toán này thì tất cả các dữ kiện lưu ý này, trong bài toán này thứ nhất U chưa có, Y cũng càng chưa, đúng không? Và cốt phi cũng chưa có. Mà bài toán này người ta chỉ cho bạn biết là U cả mạch là 100, hiệu dụng cả 100 này, R là 50 ohm, tức là trong bài toán này người ta đang giấu một điều gì đó trong bài toán này. Đó, bài toán này giấu rất khéo luôn. Lưu ý này, câu 39 là một câu giấu cực kỳ khéo luôn. Mà câu này các bạn không tinh mắt, không tinh ý là sẽ làm rất là mệt luôn. Thì chắc chắn cái câu thứ này này, U nhân Y nhân cos phi sẽ bị bó tay. Được chưa? Vì đề bài đang giấu. Được chưa? Các bạn không thể nào dùng cái này ra ở đâu. Vậy ở đây anh sẽ chữa cho các bạn theo hai cách như sau. Cách 1. Anh sẽ dùng phương pháp giảm đồ. Được chưa? Giảm đồ nối đuôi. Anh sẽ dùng cho các bạn phương pháp giảm đồ vector nối đuôi để cho các bạn. Nào, bạn lưu ý này. Thứ nhất, mạch bắt đầu từ điểm A. Đúng không? Thì chúng ta vẽ này. Bắt đầu điểm A này. Đúng chưa? Từ điểm A. Từ A đi đến M. Các bạn cần phải đi qua hai phần tử. Là đi qua L. Lưu ý này. Đi qua L là cuộn dây thuần cảm. Và đi qua điện trở R. Đúng chưa? Thì L ta vẽ thẳng đứng lên trên. Đúng chưa? Sau đó từ đi qua R ta vẽ nằm ngang. Này. Được chưa bạn? Thì đây là điểm M. Đúng chưa các bạn? Tiếp tục này, từ M đến B, lưu ý này, từ M đến B chúng ta cần đi qua tụ điện. Và tụ điện thì thẳng đứng xuống dưới, em chưa? Nhưng trong bài toán này người ta chưa cho bạn biết L, chưa cho bạn biết C, nên các bạn sẽ không thể nào biết UL hay UC lớn hơn đâu. Nên trong trường này anh sẽ vẽ giả sử nhá. Anh sẽ kéo thẳng xuống này. Giả sử thì nó có thể đúng, có thể sai, đúng chưa các bạn? Anh cứ giả sử nó UC nó dài hơn đi, đúng chưa các bạn? Thì đây nó là điểm B, Giả sử nhá, đây điểm B. Đúng chưa các bạn? Đây là điểm B. Ok chưa? Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu nối điểm vào. Ta nối A với M vào. Được chưa các bạn? Thì chúng ta ra UAM, mà UAM sẽ có cái giá trị hiệu dụng là 200, Thì đây nó là 200. Được chưa? Sau đó chúng ta nối A với B vào, lưu ý này, chúng ta nối với A với B vào, chúng ta có UAB. UAB trong bài toán này người ta cho bạn là 100. Đúng chưa? Đường này đường này đứt. Đó, như thế này, cho bạn. Và người ta, bạn phải lưu ý một tí xíu này. Pha của UAB là bằng 0. Pha của UAM là pi trên 3. Vậy rõ ràng là độ lệch pha giữa U cả mạch và U, U cả mạch đúng không? Và U LR, trong trường này, đúng chưa? Là bằng pi trên 3, tức là bằng 60 độ, Đúng chưa các bạn? Tức là sao? Tức là cả góc này, lưu ý này, cả cái góc này đang là 60 độ. Đây, cả góc này, đây. Đúng chưa các bạn? Cả cái góc này đang là 60 độ. Đó, góc này 60. 60 độ, đúng chưa các bạn? Vậy rõ ràng trong tình huống này các bạn sẽ dùng định luật hàm cốt trong tam giác, bạn tìm được cái cạnh MB này. Mà cái cạnh MB này nó đóng vai trò, lưu ý này, cái cạnh MB này, để cho các bạn lưu ý nhá, nó đóng vai trò là gì đây? Tập trung này, nó chính là UC, đúng chưa các bạn? Vậy bạn tính như sau, tập trung vào nhá. Bạn có này. Được chưa? Bạn có là cạnh MB, đúng chưa? Thì nó chính là bằng UC. Và học định luật hàm cốt rồi, đúng chưa? Thì bằng này, căn bậc 2 của cạnh này bình phương, đúng không? Cạnh bình phương là 200 bình. Cộng cạnh này bình phương là 100 bình.
Yeah, sau đó trừ đi hai lần tích của hai cạnh này là 200 nhân 100 và nhân cos xen giữa là cos 60 nhân cos 60. Cos 60. Chưa bạn? Thì rõ ràng các bạn hãy tìm ra ngay được cái thằng UC này. Bạn tìm ra ngay được cái UC này chính là bằng 100 căn 3, 100 căn 3 V. Đúng chưa? 100 căn 3 V. Đó, lưu ý vào, 100 căn 3 V. Tức là độ dài cái cạnh này này nó là 100 căn 3. Độ dài cạnh này nó là 100 căn 3, 100 căn 3. Chưa bạn? Thì đến đây các bạn cần phải tinh ý một tí xíu tập trung này. Đến đây các bạn cần phải tinh ý một tí xíu, bạn nhìn này. Đây bạn nhìn này. Bạn nhìn nhá, tập trung này, 200 bình, 200 bình cộng 100 bình nó bằng 100 căn 3. Đó bạn lưu ý này. Bạn phải lưu ý một tí xíu là ta có 200 bình ta cộng với cả 100 bình phương chính là bằng 100 căn 3 bình phương. Hiểu vấn đề không? Tức là trong trường hợp này, lưu ý này, tức là trong trường hợp này này thì ở đây nó sẽ làm góc vuông, lưu ý nhá, ở đây này, đây là góc vuông này, tập trung vào. Đây chính là góc vuông. Đây chính là góc vuông. Đó, các bạn lưu ý vào. Đúng chưa? Đây chính là góc vuông. Vậy chắc chắn trong phần này chúng ta đang vẽ sai. Chúng ta đang vẽ sai vì sao? Tập trung này, chúng ta đang vẽ sai vì sao? Lưu ý này. Ta có như ta lưu nhìn này, từ đây đến đây đúng không? Nó đang vuông góc, lưu ý này. Bạn nhìn tập trung nhá, bạn nhìn này. Cái đường này thì vuông góc với MB, đúng không? Mà AB thì lại vuông góc với MB, tức là trong tình huống này, trong tình huống này thì cái đường này và đường này nó phải trùng nhau. Tập trung vào nhá, tập trung này, cái điểm nhấn này bạn lưu ý này. Cái đường nằm ngang, lưu ý này, cái đường ngang này, đúng chưa? Cái đường ngang này thì nó vuông góc với MB, mà AB cũng vuông góc với MB, tức là cái đường nằm ngang này với đường AB phải trùng nhau. Nên nếu ta vẽ đúng ấy, nếu ta vẽ đúng ấy thì điểm B nó phải nằm ở đây này. Đây mới là điểm B này, lưu ý nhá nhá. Tức là điểm B sẽ nằm ở đây. Tập trung vào điểm B vẽ đúng ấy thì nó phải nằm ở đây. Được chưa? Lưu ý vào điểm B vẽ đúng phải nằm ở đây. Vậy rõ ràng khi chúng ta vẽ ra xong, ta có ngay đoạn từ đây đến đây là UC, đây từ đây là MB này. Tức là từ đây đây là UC, thì đoạn này với đoạn này đang ở trạng thái bằng nhau, bằng nhau. Mà đoạn này là UC, đoạn này chính là UL. Vậy đến đây các bạn phải suy ra vấn đề là UL đang bằng UC. Quá quan trọng luôn. UL đang bằng UC. Chào bạn, UL đang bằng UC. Nào, tức là mạch đang xảy ra hiện tượng gì các bạn ơi? Nào, tức là mạch đang xảy ra một hiện tượng. Và hiện tượng đó ta gọi hiện tượng gì nào? Các bạn lưu ý nhá. Thì rõ ràng đang xảy ra hiện tượng, người ta gọi là hiện tượng cộng hưởng, đúng không? Hiện tượng cộng hưởng. Đó, hiện tượng cộng hưởng. Cộng hưởng đi ạ, cộng hưởng đi ạ. Đó, bạn thấy không, người ta giấu rất khéo luôn, cộng hưởng, đúng chưa, cộng hưởng. Và khi xảy ra cộng hưởng rồi thì công suất P sẽ được tính không tính là UI cos phi nữa, mà sẽ được tính bằng U bình, U bình chia cho R, chia R, U bình chia R. Đó, bạn thấy không, U bình chia R. Vậy U có rồi là 100, đúng không, 100 bình phương, R có rồi là 50, 50, được chưa các bạn, R bằng 50. Vậy các bạn tìm ra cái này nó sẽ là 200W, 200W. Đáp án câu này là D. Đó, đây là cách 1, đúng chưa? Cách 1 là chúng ta sẽ dùng vẽ giảm đồ nối đuôi. Chờ các bạn, lưu ý vào. Cách thứ hai anh sẽ dạy các bạn như sau, tập trung vào nhá, cách thứ hai này. Cách thứ hai anh sẽ dạy các bạn một cái để các bạn có thể nhìn ra cộng hưởng luôn mà các bạn không cần phải vẽ giảm đồ này ra. Chờ, cách thứ hai sau. Cách thứ hai anh dạy các bạn là bấm máy tính, bấm máy tính. Bấm máy tính, được chưa? Chúng ta sẽ sử dụng Casio. Đó, bạn nhìn vào đây, nhìn nhá, bạn nhìn này. Rõ ràng chúng ta có cái vector U cả mạch là vector UAB, đúng chưa? Thì anh chen điểm M vào đúng không? Thì sẽ là vector UAM, vector UAM. Anh cộng với cả vector UMB, đúng chưa? Anh chen điểm vào, đúng chưa? Vậy rõ ràng này, UAB, vector UAB sẽ bằng UAM chính là ULR, ULR. Đúng chưa? Còn UMB chính là UC, UC. Đúng chưa bạn? Vậy đến đây các bạn hãy suy ra phương trình UC sau. UC, phương trình UC này bằng này. Giờ U cả mạch có rồi là 100 căn 2, 100 căn 2. Pha là bằng 0 này, pha bằng 0 đúng chưa? Pha bằng 0. Trừ đi ULR, ULR có rồi là 200 căn 2. Pha ở đây là pi trên 3, tức là 7 ngược pi trên 3. Đúng chưa? 7 ngược pi trên 3. Và đây các bạn hãy cầm cái máy tính lên, bạn bấm ra phương trình UC luôn. Đấy, cái kinh nghiệm này bạn phải cần phải có này. Bạn cầm máy tính ra, bấm UC luôn, bấm ra phương trình UC luôn. Được chưa? Lưu ý bạn. 100 căn 2, đúng chưa? 7 ngược, được chưa? Pha là 0 cần, pha là 0 thì có thể không cần nhập vào, đúng chưa? Trừ đi 200 căn 2, 200 căn 2, 7 ngược pi trên 3, pi trên 3. Được chưa? Ấn nhất tổng hoạt động luôn, option. Mũi tên đi xuống, ấn số 1.
Đó, cái đằng trước nó hơi lẻ, kệ kệ nó, không quan trọng, được chưa? Cái đằng trước nó hơi lẻ, không quan trọng, chỉ cần quan trọng cái pha thôi. Cái pha ở đây, pha của UC trong trường hợp này đang là trừ pi trên 2, trừ pi trên 2. Nếu bạn tinh ý một tí xíu ấy, nếu bạn tinh ý một tí xíu ấy, thì cái con số lẻ lẻ trước này nó chính là 100 căn 6. Vì UC hiệu dụng là 100 căn 2, thì cái đằng này nó là U cực đại, U không C ấy, thì nó là 100 căn 6, được chưa? Thì bạn sẽ có phương trình của UC luôn. Đây, phương trình của UC các bạn sẽ có như sau. 100 căn 6 cos, được chưa? 100 pi t. Các bạn trừ đi pi trên 2. Các bạn trừ đi pi trên 2, đúng chưa? Các bạn trừ đi pi trên 2. Thì đây là phương trình của UC, đúng chưa? Đó, bạn hình dung không? Thì rõ ràng này, đây bạn suy ra này, pha của y rõ ràng là cường độ dòng điện thì luôn nhanh pha hơn u, luôn nhanh pha hơn hiệu điện thế hai đầu tụ điện một góc là pi trên 2, đúng không? Thì pha của y chính là pha của u bằng pha UC cộng với pi trên 2. Chưa bạn? Thì đây là trừ pi trên 2, bạn cộng tiếp pi trên 2 thì pha của y bằng 0 và 0 này chính là bằng pha của u, bằng pha của u luôn, đúng chưa bạn? Bằng pha của u. Bằng pha của u. Đó, bạn hiểu vấn đề không? Thì rõ ràng trong này là phi y với phi u nó cùng pha với nhau, tức là cũng đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Rồi, một cái mẹo cho bạn có thể làm câu này, cộng hưởng. Các bạn lưu ý vào, sẽ là cộng hưởng. Để cho bạn sẽ xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Đó, lưu ý bạn nhá, lưu ý bạn. Để cho bạn thì đó là câu 39, hai hướng đi. Một là các bạn dùng giản đồ vector nối đuôi. Được chưa? Hai là các bạn có thể dùng máy tính để bạn ra được phương trình của UC. Bạn lưu ý vào. Được chưa? Thì đấy là hai cách của chúng ta trong câu 39. Đẩy nốt nhanh thật vào.